chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc đái tháo đường, còn ở Việt Nam khoảng 4,5 triệu người mắc, trong đó có khoảng 20% những người mắc tiểu đường có biến chứng ở mắt với các mức độ khác nhau. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm thì những tổn thương của bệnh ở đáy mắt sẽ rất nặng nề như là xuất huyết võng mạc, xuất huyết dịch kính, bong võng mạc dẫn đến mù lòa. Chương trình tư vấn sức khỏe kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận phối hợp thực hiện sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về cách phòng và chữa bệnh lý võng mạc do tiểu đường và các bệnh bán phần sau của nhãn cầu, phòng chống mù lòa do đục thủy tinh thể, cườm nước, phòng và điều trị các bệnh lý về mắt thường gặp như tật khúc xạ, cận thị, viễn thị, v.v. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Minh Tuấn, giảng viên cao cấp Bộ môn mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Bác sĩ Đoàn Kim Thành, Phó trưởng Trung tâm Đào tạo và Trị liệu Kỹ thuật cao, phụ trách điều hành Bộ môn mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Hải, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Văn Hùng, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, các bác sĩ sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn những cách phòng và chữa bệnh lý võng mạc do tiểu đường và các bệnh bán phần cầu sau của nhãn cầu, phòng chống mù lòa do đục thủy tinh thể, cườm nước, phòng và điều trị các bệnh lý về mắt thường gặp như là tật khúc xạ, cận thị, viễn thị, v.v. Và trước hết xin được cảm ơn các khách mời đã sắp xếp thời gian để tham gia chương trình. Và xin được trao đổi với bác sĩ Lê Minh Tuấn. Bác sĩ cho biết tỷ lệ mù lòa ở nước ta và nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa là gì ạ? Về các cái bệnh về mắt ngày hôm nay, và đặc biệt là những cái bệnh về bệnh lý võng mạc đái tháo đường, cho phép tôi xin trả lời cái câu hỏi đó. Thì cái tỷ lệ mà mù lòa ở Việt Nam mình nói chung là cũng là khá cao. Và cái nguyên nhân chủ yếu trong cái bệnh lý mà gây ra tỷ lệ mù lòa Việt Nam, thứ nhất là những cái bệnh lý liên quan đến tật khúc xạ. Và cái tỷ lệ của nó có thể chiếm đến 30-40% về cái tỷ lệ tật khúc xạ đấy. Thứ hai là cái bệnh lý về đục thể thủy tinh, và tức là người ta gọi là bệnh lý về cườm khô ở trong miền Nam này. Và thì cái tỷ lệ này nó cũng chiếm cũng khá là cao, có thể đến 9-10% dân số. Thứ ba nữa là những cái bệnh lý về võng mạc đái tháo đường, và đặc biệt là những cái bệnh lý đái tháo đường, võng mạc, và đặc biệt bệnh lý về thoái hóa điểm liên quan tuổi già. Tuy nhiên cái tỷ lệ này nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà đặc biệt là do cái biến chứng của những cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường bây giờ nó ngày càng nhiều và càng cao, và tỷ lệ nó rất là trầm trọng, cho nên là đấy là một trong những cái nguyên nhân chính gây nên tỷ lệ mù lòa ở Việt Nam hiện nay. Vâng ạ. Xin bác sĩ Tuấn cho biết là các bệnh lý võng mạc thường gặp do tiểu đường là gì ạ? Nó về thường thì những cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường nó sẽ phát triển sau 20 năm, từ 15 đến 20 năm của những cái người bị mắc bệnh tiểu đường. Thì có hai cái loại mà bệnh lý võng mạc đái tháo đường, đó là thể nền, và trong cái loại thể nền thì cái điều trị chủ yếu của nó đó là điều trị tia laser, nhưng mà nặng hơn đó là cái thể xuất huyết hay cái thể tăng sinh, và đặc biệt nó liên quan đến những cái tổn thương, những cái vi mạch. Tại vì chúng ta biết rằng là cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường thì nó cái nguyên nhân và cái bệnh lý nặng nhất đó là những cái tổn thương những cái mạch máu rất nhỏ, và cái mạch máu này thì nó nằm ở tất cả những cái chỗ nào có mạch máu đều bị tổn thương, có thể ở tim, ở gan, ở thận, ở não, đặc biệt là như vậy. Và tất nhiên mắt của mình nó cũng không nằm trong cái bối cảnh như vậy, thì đây là một trong những cái nguyên nhân mà rất là nghiêm trọng và gây nên mù lòa hiện nay, do cái tỷ lệ của cái bệnh lý đái tháo đường càng ngày càng tăng cao, cho nên là những cái biến chứng về bệnh lý võng mạc đái tháo đường cũng càng ngày càng nhiều, và đồng thời cái tuổi thọ của cái người dân của chúng ta cũng càng ngày càng cao, cho nên là
cái tỷ lệ mà mù loà cũng càng ngày càng nhiều. Xin cảm ơn bác sĩ Tuấn và xin được trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành. Thưa bác sĩ, bệnh lý thuộc bán phần sau nhãn cầu là nguyên nhân thứ hai gây mù tại Việt Nam. Xin bác sĩ Thành cho biết là cụ thể bệnh lý này là gì và nguyên nhân gây ra bệnh là gì ạ? Xin kính chào bà con cô bác của tỉnh Ninh Thuận. Về bệnh lý phần sau nhãn cầu thì một số bệnh lý mà chúng ta thường gặp nhất như là thầy phó giáo sư Lê Minh Tuấn đã nói đó, thì chúng ta có thể gặp thứ nhất là những cái bệnh lý liên quan đến tuổi tác, tức là tuổi già, đặc biệt là bệnh lý thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Cái bệnh lý thứ hai có thể gặp đó là bệnh lý võng mạc do đái tháo đường. Thứ ba nữa, một số những bệnh lý ít gặp hơn như là những cái viêm nhiễm ở cái phần sau nhãn cầu, đặc biệt là ở cái vùng võng mạc và vùng thần kinh thị giác của chúng ta. Thì cái chủ đề hôm nay có liên quan đến bệnh lý võng mạc do đái tháo đường. Thì như chúng ta đã biết đó, thì càng ngày thì cái tuổi thọ của chúng ta càng ngày càng được nâng lên là do sự cải thiện về đời sống vật chất, tinh thần, cũng giống như là những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cho nên tuổi thọ con người ngày càng được nâng lên. Kèm theo đó là cái sự quan tâm, chú ý đến cái sức khỏe của bản thân cũng giống như là của xã hội, cho nên cái khả năng mà phát hiện những cái bệnh lý ở toàn thân nói chung và đặc biệt là tại mắt chúng ta đó thì sẽ được quan tâm nhiều hơn và sẽ được phát hiện một cách sớm hơn, nhiều hơn. Từ đó sẽ giúp chúng ta có thể phòng ngừa và can thiệp sớm nếu như chúng ta vô tình mắc phải những cái bệnh lý này. Thưa bác sĩ, vì sao bệnh lý thuộc bán phần cầu sau nhãn cầu có xu hướng ngày càng gia tăng và hiện tại thì có những phương pháp điều trị gì thưa bác sĩ? Vâng, như tôi đã nói đó, thì do những cái nguyên nhân, những cái lý do trên đó, thì cái khả năng phát hiện cái bệnh lý ở phần sau nhãn cầu chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, sớm hơn, và chúng ta có thể phòng ngừa, phát hiện cũng giống như là chữa trị một cách kịp thời và hiệu quả. Thì cho đến ngày nay đó, thì cái việc khi mà phát hiện ra những cái bệnh lý về phần sau nhãn cầu thì tùy theo cái nguyên nhân, tùy theo cái diễn tiến bệnh, và cho nên những cái bác sĩ lâm sàng đó, người ta sẽ có những cái hướng, những cái cách xử lý một cách thích hợp, cũng giống như là dự phòng về sau. Tôi lấy ví dụ như là đối với những bệnh lý võng mạc do đái tháo đường chẳng hạn, thì như thầy phó giáo sư Lê Minh Tuấn đã nói đó, thì tùy theo cái giai đoạn của bệnh, tùy theo cái mức độ tiến triển của bệnh và tùy theo cái tình trạng toàn thân của bệnh nữa, tại nó liên quan đến bệnh lý do tiểu đường, thì cần phải có cái sự can thiệp phối hợp giữa bác sĩ nhãn khoa, đây là có biến chứng về mắt, cũng giống như là bác sĩ về nội tiết, bác sĩ về nội khoa, bác sĩ về lão khoa, vân vân. Sự phối hợp điều trị này sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn cho người bệnh. Thì tùy theo cái giai đoạn của bệnh, ví dụ như là trong giai đoạn tiểu đường ở giai đoạn bệnh lý nền chẳng hạn, thì chúng ta có thể can thiệp là phát hiện sớm, rồi chúng ta có những cái nơi mà nguy cơ đó, chúng ta có thể dùng tia laser để chúng ta ngăn ngừa cái sự biến chứng nó nặng hơn. Còn đối với những trong cái giai đoạn tiến triển mà nó nặng hơn, ví dụ như là bắt đầu có sự tăng sinh, bắt đầu có xuất huyết, tức là chảy máu á, bên trong mắt của chúng ta đó, thì chúng ta có những cái can thiệp thích hợp, ví dụ như chúng ta có những cái thuốc chúng ta tiêm vào trong con mắt á, tiêm vào trong nội nhãn, sau đó chúng ta có thể can thiệp bằng phẫu thuật để chúng ta làm cho cái nó trong hơn cái phần sau nhãn cầu và một phần nào đó lấy lại được cái thị lực cho bệnh nhân, cũng giống như là điều trị cái ngăn ngừa cái biến chứng có thể nặng hơn, dự phòng biến chứng nặng hơn. Còn đối với những bệnh lý do liên quan đến tuổi tác, đặc biệt là bệnh lý thoái hóa hoàng điểm do tuổi già, thì nó cũng có tùy theo cái loại bệnh, cái thể bệnh cũng như diễn tiến của bệnh, thì thường thì nó sẽ có hai cái thể, tức là cái chúng tôi gọi là thể khô và thứ hai là thể ướt. Thể khô ở đây tức là cái võng mạc của người già nó teo đi, nó giảm chức năng dinh dưỡng, nó teo dần đi đó. Thì cái bệnh này là chủ yếu chúng ta chỉ là theo dõi và chúng ta hỗ trợ thị giác cho bệnh nhân, kèm theo đó là những chế độ dinh dưỡng vân vân một cách hợp lý. Còn đối với cái dạng thể ướt, tức là bắt đầu có cái tình trạng tăng sinh
và dẫn đến những nguy cơ biến chứng như là xuất huyết vân vân, thì lúc đó chúng ta có can thiệp, ví dụ như là chúng ta dùng những cái thuốc chống tăng sinh mạch máu vân vân, chúng ta tiêm vào trong nhãn cầu. Hoặc là nặng hơn thì đôi khi chúng ta phải can thiệp bằng laser, can thiệp bằng phẫu thuật vân vân. Còn đối với những tình trạng bệnh lý do viêm nhiễm thì cũng tùy theo cái nguyên nhân và tác nhân thì chúng ta sẽ can thiệp theo cho nó phù hợp và tương ứng. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành. Và tiếp tục xin được trao đổi với bác sĩ Phạm Văn Hải. Thưa bác sĩ cho biết là tại bệnh viện mắt tỉnh, bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt liên quan đến đái tháo đường đến khám và điều trị thường gặp chủ yếu là những bệnh gì và mức độ nghiêm trọng của bệnh gây ra như thế nào ạ? Xin chào quý vị khán giả xem đài truyền hình. Xin chào tất cả các anh chị theo dõi trên màn ảnh nhỏ. Thì tại bệnh viện mắt tỉnh Ninh Thuận thì hàng năm chúng tôi cũng tầm soát cũng như là tư vấn cái bệnh lý về võng mạc tiểu đường. Thì như chúng ta đã biết, bệnh võng mạc tiểu đường là một cái bệnh, thực ra là bệnh tiểu đường là một cái bệnh toàn thân về rối loạn chuyển hóa. Cho nên cái việc điều trị không những là chúng tôi tư vấn về tránh mù lòa cho bệnh nhân, nhưng mà chúng tôi tư vấn về vấn đề điều trị toàn thân. Có nghĩa rằng bệnh nhân phải, nếu bệnh nhân mắc các cái bệnh lý khác, còn riêng về tiểu đường là chúng tôi khuyên là bệnh nhân phải dùng thuốc đúng cách, rồi chế độ sinh hoạt hàng ngày cũng như là cái chế độ thể dục để đảm bảo cho cái lượng đường huyết nó không có cao. Nếu mà cao thì rõ ràng là cái biến chứng đó, như hai thầy vừa nãy đã nói đó, thầy Thành cũng như là thầy Tuấn nói, thì rõ ràng cái việc đường huyết cao thì cái kiểm soát tiểu đường đối với mắt cũng là một vấn đề khó. Cho nên bệnh toàn thân, vì thế chúng ta nên có những cái biện pháp là khuyên bệnh nhân rồi tư vấn cho bệnh nhân. Còn nếu mà khi có biến chứng về võng mạc tiểu đường rồi thì chúng tôi tiếp tục tư vấn những cái biện pháp điều trị, ví dụ như tiêm thuốc vào trong nội nhãn cũng như là quang đông hoặc là laser. Đó là những cái biện pháp, tức là khi đã có biến chứng rồi, để tránh mù lòa thì chúng tôi, trong ngành y chúng tôi thì chủ yếu là sử dụng các cái biện pháp đó. Chứ còn bây giờ chủ yếu là cái bệnh toàn thân. Trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe người dân thì chúng tôi, công tác chỉ đạo tuyến cũng thế. Những bệnh nhân mà có tiểu đường thì chúng tôi khuyên ngay cái trạng thái ban đầu tiên là cái chế độ sinh hoạt, rồi chế độ thể dục, rồi chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Đó là một cái biện pháp quan trọng nhất để phòng chống mù lòa do bệnh đái tháo đường. Vâng ạ, bệnh viện mắt trong thời gian qua đã đổi mới và nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân như thế nào, thưa bác sĩ Hải? Thực ra thì cái tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường thì rất là lớn, như hai thầy đã thông tin đó, thì thực tế mà nói thì để mà các cái biện pháp mà trong cái thời gian vừa qua thì tất cả những bệnh nhân đến khám vì những yếu tố gây mờ mắt, mà khi mà phát hiện được bệnh nhân có tiểu đường thì chúng tôi tư vấn tất cả những các cái nội dung, ví dụ như công tác sinh hoạt, thể dục, rồi công tác về thuốc men trong cái thời gian vừa qua, thì đó rằng là cũng, tôi thấy rằng cũng rất là hiệu quả. Bệnh nhân tiểu đường thì đối với cái nhận thức của người dân trong cái thời gian vừa qua thì đã được nâng lên một bước rất là lớn. Thường là người ta kiểm soát đường huyết rất là tốt, đường huyết thì rất cao, nhưng mà khi mà được tư vấn đi bác sĩ về nội tiết, rồi được bệnh viện mắt tư vấn thì có, tôi thấy rằng cũng rất có hiệu quả đối với người dân, và cái tỷ lệ biến chứng của cái bệnh tiểu đường trong cái thời gian vừa qua nó cũng có giảm xuống. Theo dõi thì thực tế thì cũng chưa có tổng kết, nhưng mà những cái theo dõi thực tế thì tôi thấy là cũng có giảm xuống trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của bác sĩ Phạm Văn Hải. Còn bây giờ xin mời khán giả tại trường quay có câu hỏi để đặt cho các bác sĩ xung quanh chủ đề cách phòng và chữa bệnh lý võng mạc do tiểu đường và các bệnh bán phần sau của nhãn cầu, phòng và điều trị các bệnh lý về mắt thường gặp ạ. Vâng ạ, anh Xuân xin mời vị khách mời đầu tiên ngồi ở hàng ghế thứ hai ạ. Vâng, kính thưa các bác sĩ và tất cả các anh chị có mặt trong buổi tư vấn sức khỏe trong đài truyền hình hôm nay. Thì tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Lê Minh Tuấn là về là cái cách... bác sĩ Tuấn cho biết cái giai đoạn của bệnh võng mạc do đái tháo đường và các dấu hiệu để biết nhận biết được để cho bà con Ninh Thuận các cách phòng ngừa như thế nào ạ? Xin cảm ơn bác.
Xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của chị và xin mời bác sĩ Tuấn ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thứ nhất là cách phòng ngừa thì cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải nhận thức cái bệnh lý đái tháo đường đã. Thì rõ ràng là cái chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt nó cũng rất là quan trọng. Nó sẽ tất nhiên là các bác sĩ về nội khoa, bác sĩ dinh dưỡng sẽ có những cái chương trình và tư vấn riêng vấn đề về chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là chúng ta không nên dùng chất tinh bột quá nhiều, tôi nói ví dụ như vậy. Và trong gia đình có những người bị đái tháo đường thì chúng ta sẽ phải tầm soát chế độ ăn rau nhiều, chế độ ăn chất đạm nhiều, tinh bột giảm đi. Đấy là cái chế độ dinh dưỡng nói chung. Rất may ở tỉnh Ninh Thuận chúng ta đó là cái tỉnh mà ven biển cho nên là vấn đề cá chẳng hạn như vậy, vấn đề rau thì rất là sẵn. Thứ hai nữa là khi chúng ta đã chẩn đoán, khi những người đã bị mắc bệnh đái tháo đường, thế thì là khi đã được chẩn đoán rồi thì nên đi đến tầm soát về những bệnh về lý về mắt liên quan đến tiểu đường. Thì thông thường một năm chúng ta nên đi khám mắt một lần, theo khuyến cáo là như vậy, sẽ theo dõi, sẽ được khám mắt đều đặn một hàng năm. Chúng ta cần phải khám mắt ngoài những cái theo dõi về những bệnh lý về tiểu đường nói chung của bác sĩ nội tiết. Thế thì sau khi được theo dõi như vậy thì có thể không phải tất cả những người bị bệnh đái tháo đường đều những người đều là tổn thương về mắt, tôi nói ví dụ như vậy, mà không phải tất cả những người mà bị tổn thương về mắt cần phải điều trị. Thế thì rõ ràng có sẽ sau thường những cái bệnh lý tổn hại về liên quan đến biến chứng về đái tháo đường mà liên quan đến bệnh lý võng mạc thường thường ấy, thì sau 15 đến 20 năm đã nó sẽ có những cái biểu hiện về tổn thương bệnh lý về võng mạc đái tháo đường. Nếu như chúng ta bị tổn thương về cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường đấy thì thường nó sẽ có ba cái thể nặng, tôi nói ví dụ như vậy, là tổn thương về hoàng điểm hay quan trọng nhất nó có thể gây phù hoàng điểm. Thứ hai nữa là nó có những cái thể nền, nó gọi là cái thể về aneurysm, những cái thể phình vi phình mạch, và nặng hơn nó có thể gây nên những cái tân mạch, đó là cái thể thứ ba. Cái thể thứ ba thì nặng hơn, đó là sự hình thành những cái tân mạch do hiện tượng tắc mạch. Thì vì chúng ta biết rằng là cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường nó liên quan đến tất cả những vi mạch trên toàn thân, đó là bệnh toàn thân. Thế thì quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải theo dõi để phát hiện sớm. Nếu chúng ta phát hiện sớm thì ngoài vấn đề điều chỉnh cái đường huyết thì các bác sĩ sẽ võng mạc đấy, các bác sĩ về ở cái trung tâm mắt ở đây sẽ có những cái kế hoạch điều trị. Và tôi cũng xin thông báo là hiện nay ở Việt Nam chúng ta có tất cả những cái phương tiện hiện đại nhất, để không kém gì nước ngoài cả, không kém về Singapore, thậm chí không kém về Mỹ, về các máy điều trị laser, các máy về thuốc. Thế thì là tùy theo giai đoạn tiến triển của bệnh đấy thì các bác sĩ chuyên khoa về võng mạc và đặc biệt về đái tháo đường sẽ có cái phương pháp về điều trị thích hợp về nội khoa, về ngoại khoa cũng như về điều trị laser. Thì đấy là toàn bộ những cái lộ trình như vậy. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó, theo tôi nghĩ điều quan trọng nhất đó là tất cả những cái người dân của chúng ta phải hiểu rằng cái ý thức đó là vấn đề quan tâm đến sức khỏe. Thì vì rõ ràng chúng ta biết rằng là cái sức khỏe rất là quan trọng. Trải qua những cái quá trình mà chúng ta vất vả, chúng ta mưu sinh, chúng ta coi như làm việc, thì bây giờ quan trọng nhất còn đó là cái sức khỏe. Mà cái sức khỏe về liên quan đến con mắt thì mọi người cũng biết rồi, và quan trọng nhất là chúng ta cũng phải tới thường xuyên để tầm soát, để khám định kỳ, để về khám về tầm soát chung về những cái bệnh lý về mắt, để họ sẽ đặc biệt những người về bệnh lý về đái tháo đường thì sẽ để cho họ sẽ phát hiện sớm và kịp thời. Cái quyết định đó là chúng ta phát hiện sớm. Còn những cái phương pháp điều trị, những cái thuốc men thì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam chúng ta hiện tại ngành mắt của chúng tôi, đặc biệt đối với bệnh viện mắt ở Ninh Thuận, chúng tôi nghĩ rằng có đầy đủ những cái điều kiện, những khả năng và những cái bác sĩ có đầy đủ những kinh nghiệm có thể là điều trị bệnh này. Xin hết. Xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Tuấn ạ. Và tiếp tục xin mời quý khán giả đang có mặt tại phim trường đài đặt câu hỏi cho các bác sĩ. Vâng ạ, Ánh Xuân xin được mời bác ở hàng ghế thứ hai ạ. Vâng ạ, bác có thể giới thiệu tên của mình và bác đặt câu hỏi cho các bác sĩ ạ. Kính thưa các bác sĩ, tôi là Nguyễn Thị Biết ở khu phố 3, năm nay tôi 65 tuổi. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ như sau. Tức là mắt phải của tôi nó bị viêm,
viêm mà ấn lên như thế này là nó có mổ. Có mổ mà tôi là đi phẫu thuật ở trong bệnh viện mắt thành phố được 7 tháng rồi. Nhưng mà sau khi phẫu thuật thì tôi thấy nó có sức khỏe mềm mát thì nó có cải thiện. Nhưng mà gần đây, khoảng 1 tháng trở lại đây thì tôi lại thấy có hiện tượng là sờ vào cái khóe mắt này này thì nó có một cái cục nó sưng lên thì ấn lên thì thấy mắt ướt ướt là có mổ tiếp. À, bây giờ thì tôi không biết là hiện nay tôi đang đặt silicone đấy, đặt silicone ở mắt mà không biết là tôi muốn hỏi các bác sĩ xem nào cái như bệnh của tôi về thì dùng thuốc như thế nào và làm như thế nào để cho nó được khỏi triệt để, mà hiện nay thì mắt tôi vẫn đỏ đỏ ở trong đây nè đấy. Còn mắt trái á, thì thỉnh thoảng nó cứ chảy nước mắt ào ào ra vậy, chảy được một lúc còn là hết. Mà tôi vẫn thường đi khám và bơm thông á. Xin hết ạ. Xin mời bác sĩ Hải ạ. Xin cảm ơn bác. Thực ra cái bệnh của bác qua cái trao đổi như thế này thì thực tế thì chúng tôi chẩn đoán được là một cái bệnh viêm túi lệ mãn. Lâu lâu thì nó cũng gây viêm mủ, thì bác cứ dùng cái ngón tay trỏ bác đè vô thì nó lại xì nước ra rồi có thể là có mủ. Thì thực tế cái bệnh này là gọi là cái viêm mãn, thì cái biện pháp điều trị á, thì chủ yếu là gọi là tiếp khẩu túi lệ. Tiếp khẩu túi lệ thì một cái biện pháp đầu tiên là cái biện pháp thông rửa, thì như bác đã đi thông rửa, nhưng mà thực tế ở cái tuổi 65 mà thông rửa thì nó cũng kết quả nó cũng không có kết quả nhiều lắm. Nhưng sau mỗi một lần như vậy thì bác chỉ đỡ được một thời gian, sau đó thì tiếp tục nó lại trở lại. Thì mà biện pháp duy nhất là cái tiếp khẩu túi lệ. Thì hiện tại thì bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh cũng bệnh viện mắt của tỉnh Ninh Thuận cũng triển khai cái tiếp khẩu túi lệ. Nhưng mà đó là bác muốn thì liên hệ với bệnh viện mắt để khám, để chúng tôi có cái tư vấn. Nếu mà nặng hơn nữa thì chúng tôi, giả dụ bác đã phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ rồi mà nó vẫn tình trạng trở lại, thì có lẽ chúng tôi sẽ chuyển lên cái tuyến cao hơn nữa để có những cách mà giải quyết cho nó dứt điểm cho bác. Chứ còn thực tế thì cái tiếp khẩu túi lệ nó cũng không khó khăn gì đấy. Nhưng mà cái bệnh tỷ lệ viêm túi lệ mãn này thì cũng gặp, nhưng mà nó cũng không có nhiều. Lâu lâu mới có một người thôi. Thành ra là đó là cái phần mà để mà bác quan tâm thì có lẽ chúng tôi cũng giải quyết như vậy. Xin hết ạ. Vâng, hình như mắt phải của bác đã được phẫu thuật rồi đúng không ạ? Ống silicone, vâng. Tôi nói rằng bên mắt phải đã được phẫu thuật nối thông túi lệ mũi và đặt ống silicone, nhưng bây giờ nó vẫn còn chảy nước mắt nhẹ nữa. Vâng, thường thường người ta sẽ đặt ống silicone trong vòng khoảng hơn 6 tháng. Và trong vòng 6 tháng đấy thì một trong những cái biến chứng phụ đó là nó vẫn còn, do mình đặt cái ống silicone nó còn kích thích, nó gây chảy nước mắt. Thế thì là sao, thường sau 6 tháng ấy thì họ sẽ cắt cái ống silicone đấy đi. Thì cái hy vọng là cái phẫu thuật đấy nó sẽ tốt và cái hệ thống cái đường dẫn nước mắt của bác sẽ được tốt, không có vấn đề gì cả. Còn hiện tại thì nó vẫn còn kích thích, nó vẫn còn gây chảy nước mắt khó chịu đấy, nhưng mà chuyện nó rất bình thường thôi. Thì sau khi mà cắt ống silicone đấy có thể quay trở lại cái nơi phẫu thuật mà phẫu thuật đấy họ sẽ cắt, hoặc nếu không có thể tới cái bệnh viện mắt chỗ anh Hải người ta theo dõi cho cũng được. Và người ta có thể cắt cái ống silicone nó gây hết kích thích thì cái hệ thống mà dẫn nước mắt ấy nó sẽ hoạt động trở lại bình thường thì rất là tốt. Vâng, thì không có vấn đề gì cả. Dạ vâng, vâng, có thể có mù hoặc là vẫn còn chảy nước mắt, thì trong giai đoạn này mình đang theo dõi, mình chưa đánh giá được. Sau khi họ cắt ống silicone rồi và cái họ sẽ đánh giá cái kết quả đấy, còn mình cũng chưa không nên nôn nóng nhé. Vâng, nó còn có chuyện chảy nước mắt, nó còn kích thích. Và thậm chí nó có thể có ít ghèn thôi chứ không đến nỗi mủ đâu nhé. Và ít ghèn nó gây kích thích đấy chứ không phải. Rồi sau đó sẽ tới ghé bệnh viện chỗ anh Hải, anh theo dõi cho, có thể ngày mai anh kiểm tra lại cho, hoặc là quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thì vì nó hơi xa mà, thì họ sẽ đánh giá cho. Thì vì cái phẫu thuật đấy cũng không phải nặng nề lắm, và bệnh này cũng không gây mù lòa đâu nhé, nó gây khó chịu thôi. Vâng.
Vâng ạ, hy vọng là với những sự tư vấn vừa rồi của các bác sĩ sẽ giúp bác có được những thông tin bổ ích cho mình ạ. Và xin thông qua số điện thoại của chương trình thì Ánh Xuân đã kết nối được với một vị thính giả gọi về đặt câu hỏi cho các bác sĩ ạ. Vâng ạ, Ánh Xuân xin chào, xin mời bạn giới thiệu tên của mình và đặt câu hỏi cho các bác sĩ. Tôi ở huyện Ninh Hải đang xem chương trình tư vấn của bác sĩ và có câu hỏi xin hỏi bác sĩ. Bác sĩ Thành cho biết về bệnh khô mắt là như thế nào, nguyên nhân, dấu hiệu và cách phòng điều trị bệnh. Cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của bạn và xin mời bác sĩ Thành ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của vị khán giả. Thì khô mắt là một cái từ dùng để chỉ chung cái tình trạng là cái số lượng cũng giống như cái chất lượng của cái nước mắt chúng ta không được như bình thường, và nó dẫn đến một tình trạng chúng ta cảm gọi là khô, tức là bình thường trên cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta đó thì sẽ có một cái lớp dịch hay còn gọi là lớp nước mắt. Thì cái lớp nước mắt này nó sẽ được tiết ra bởi những cái tuyến gọi là tuyến nước mắt hay còn gọi là tuyến lệ, gồm có tuyến lệ chính và tuyến lệ phụ. Thì bình thường thì cái lớp phim nước mắt ấy, nó sẽ chảy đều trên cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta. Nó vừa có chức năng là giữ ẩm, vừa chức năng là dinh dưỡng, vừa chức năng là kháng khuẩn, một phần kháng khuẩn. Nhưng do vì cái chất lượng cũng như cái số lượng của cái nước mắt của chúng ta đó, làm cho cái lớp phim nước mắt mà tráng trên cái bề mặt nhãn cầu chúng ta nó không được ổn định. Tức là nó có khả năng là nó bốc hơi sớm hơn, bốc hơi nhiều hơn, cũng như là cái chất lượng của lớp phim nước mắt nó không có đảm bảo được cái an toàn giữ ẩm cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta về dinh dưỡng, về kháng khuẩn vân vân, thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề về khó chịu đối với cái đôi mắt của chúng ta. Thì điển hình là đối với những trường hợp nhẹ thì chúng ta có cảm giác chúng ta cộm xốn, chúng ta khó chịu. Còn đối với những trường hợp mà nặng hơn thì chúng ta có thể cảm giác giống như là có dị vật, có cát ở trong mắt chúng ta. Và đôi khi là cái tình trạng khô này nó nặng quá đó thì nó có thể làm cho một số những cái tác nhân gây bệnh, một số những cái bệnh lý và nó dễ dàng nó xâm nhập và nó phát triển nhiều hơn trên cái bề mặt nhãn cầu chúng ta và nó dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Thì tùy theo những cái tình trạng đó và chúng ta những cảm giác khó chịu như vậy thì chúng ta nên đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt. Thì đặc biệt là tại tỉnh Ninh Thuận ở đây thì chúng ta sẽ đến cái bệnh viện mắt Ninh Thuận để các bác sĩ của bệnh viện mắt Ninh Thuận sẽ khám, phát hiện, chẩn đoán cũng như là phân cái giai đoạn bệnh ra, từ đó sẽ có những cái chiến lược điều trị một cách phù hợp, thích hợp. Thì thông thường đối với những cái dạng nhẹ thì chúng ta sẽ tăng cường bổ sung cái nước mắt nhân tạo, giúp cho cái bổ sung thêm cái nước mắt bình thường chúng ta về số lượng cũng như về chất lượng. Nếu như có phát hiện cái tình trạng viêm nhiễm vân vân thì chúng ta sẽ điều trị theo cái tình trạng viêm nhiễm kèm theo. Một số những cái yếu tố thuận lợi làm cho cái tình trạng khô mắt của chúng ta nó dễ phát sinh và tiến triển nặng hơn. Ví dụ như là bình thường, thông thường thì những người mà làm việc tiếp xúc với lại màn hình, những dân văn phòng vân vân, thì do cái khả năng tập trung thì cái tần số chớp mắt của chúng ta nó sẽ giảm đi. Và chính cái tần số chớp mắt chúng ta, tức là cái số lần chớp mắt của chúng ta trong vòng một phút á, nó giảm đi thì nó sẽ làm cho cái lớp phim nước mắt chúng ta đó nó chậm tráng đều trên cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta. Cái môi trường làm việc chúng ta, ví dụ môi trường cho phòng lạnh, môi trường khô, ít ẩm thì cũng làm tăng cái mức độ bốc hơi nước mắt của chúng ta, dẫn đến cái tình trạng khô mắt của chúng ta nó nhanh hơn. Hoặc là những người làm việc trong môi trường bên ngoài có gió nhiều, vân vân, nắng gió vân vân, thì cũng làm tăng cái tình trạng bốc hơi, cái vấn đề vệ sinh mắt vân vân. Đó, cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đối với một số những cái chúng tôi tạm gọi là những khuyết tật ở trên cái mi mắt của chúng ta, ví dụ như là một số những người lớn tuổi chẳng hạn, một số những người lớn tuổi thì hay có tình trạng là kèm theo những bệnh lý như là quặm mi, những bệnh lý như là hở mi, vân vân. Đó là biến chứng của một số những bệnh lý thần kinh, hoặc là những cái tổn thương, những bệnh lý ví dụ như là viêm bờ mi,
vân vân. Thì những cái vấn đề đó nó cũng dẫn đến cái chuyện là khiếm khuyết trong cái lớp phim nước mắt của chúng ta về số lượng cũng như chất lượng, thì nó dễ dàng dẫn đến cái tình trạng khô mắt. Thì nói tóm lại là khi mà quý vị mà thấy có những bất thường, ví dụ như cảm giác khó chịu, cộm sốn vân vân, thì chúng ta nên đến cơ sở chuyên khoa mắt, đặc biệt tại Ninh Thuận thì nên đến bệnh viện mắt tỉnh Ninh Thuận để các bác sĩ khám, phát hiện, chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Thành. Và tiếp tục ở phim trường, Ánh Xuân xin mời các khán giả đặt câu hỏi cho các bác sĩ ạ. Vâng ạ, Ánh Xuân được xin mời vị khán giả ngồi ở hàng ghế thứ ba ạ. Xin kính chào các bác sĩ tư vấn sức khỏe. Xin chào quý khán giả đang trong phim trường và đang xem truyền hình. Tôi tên là Lê Thị Thu Hiền, hiện là hội viên phụ nữ của khu phố 3, phường Phước Mỹ. Thì tôi đến đây tham gia chương trình có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dành cho bác sĩ ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bệnh cườm khô và cườm ướt thì nó có khác nhau như thế nào? Nó có dẫn đến làm cho người ta mù lòa không? Câu hỏi thứ hai thì muốn dành cho bác sĩ Hải, là nguyên là giám đốc của bệnh viện mắt của tỉnh. Thì tôi muốn hỏi về cái trường hợp của tôi, tức là thường xuyên bị ngứa trong mắt và có những lúc thì có cảm giác là như có cát ở trong mắt. Năm nay tôi 60 tuổi nhưng mà tôi đeo cái kính viễn 3 độ thì tôi cảm thấy là cái hàng chữ đầu tiên mà người ta kiểm tra mắt thì tôi đọc được, còn từ cái hàng thứ hai trở đi là tôi không đọc được. Đó thì tôi cảm thấy là mắt nó kém đi rất nhiều, nhưng mà tôi không bị bệnh tiểu đường, tim mạch thì rất là tốt, các đường huyết rất là ổn, nhưng mà cái mắt thì nó lại bị như vậy và nó cứ bị thường xuyên. Mỗi lần mà tôi đi bác sĩ Hùng thì bác sĩ Hùng nói là tôi bị viêm kết mạc, cho nên nó có cái cảm giác ngứa như là có con kiến nhỏ ở trong mắt nó cắn mình, rồi có lúc nó như cát nó cứ cộm lên mà làm cho mình rất là khó chịu, mà không dụi thì không thể nào chịu được. Thì hôm nay xin các bác sĩ giúp cho hai cái câu hỏi trên ạ. Xin cảm ơn các bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của cô. Và ở câu hỏi đầu tiên thì anh Xuân xin mời bác sĩ Thành ạ. Xin cảm ơn câu hỏi thứ nhất của vị khán giả ngồi ở dưới. Thì cái từ cườm khô và cườm nước, đó là hai cái thuật ngữ dân gian, đặc biệt là phía Nam, dùng để chỉ hai cái bệnh lý về nhãn khoa mà các bác sĩ nhãn khoa định danh nó là bệnh đục thủy tinh thể và bệnh glaucoma. Thì từ cườm khô tức là tương ứng với lại bệnh đục thủy tinh thể, và từ cườm nước hay cườm ướt thì tương ứng với lại bệnh glaucoma. Thì về bản chất thì hai cái bệnh lý này là hai bệnh lý hoàn toàn riêng biệt nhau. Thì cườm khô hay còn gọi là cườm đá, hay từ thuật ngữ y khoa gọi là bệnh lý đục thủy tinh thể. Tức là bình thường ở trong cái mắt của chúng ta nó có một cái cấu trúc nó gọi là thủy tinh thể. Nó giống như là cái thấu kính ở bên trong mắt của chúng ta. Thì cái thấu kính này bình thường nó sẽ rất là trong suốt. Khi chúng ta sinh ra cho đến đi khoảng độ gần 50 tuổi thì nó vẫn rất là trong suốt. Và thấu kính này nó có tác dụng là nó sẽ giúp chúng ta hội thụ ánh sáng từ bên ngoài đi vô đúng vô cái điểm chính, cái điểm vàng của chúng ta vào võng mạc, và giúp chúng ta sẽ nhìn rõ được một vật. Thì theo quá trình tuổi tác, thường là sau 50 tuổi, hoặc là một số trường hợp là do một số những bệnh lý ở tại mắt cũng như là toàn thân làm cho cái thấu kính của chúng ta nó kém trong suốt đi, nó mờ, nó đục dần đi, làm cho cái thị lực chúng ta giảm đi, thì nó sẽ phát sinh một cái bệnh lý nó gọi là cườm khô. Hay lúc đó cái thủy tinh thể chúng ta bị đục, gọi là đục thủy tinh thể. Cái bệnh lý thứ hai là cườm nước. Thế là cái thuật ngữ dân gian thường là phía Nam dùng để chỉ cái bệnh lý gọi là bệnh glaucoma. Còn ở phía Bắc thì hay dùng một cái thuật ngữ nó gọi là bệnh thiên đầu thống. Bệnh thiên đầu thống tức là sao? Tức là nó liên quan đến cái sự sản xuất và thoát lưu của một cái chất dịch thường ở trong mắt của chúng ta, và nó không được sản xuất một cách bình thường, không được thoát lưu một cách bình thường. Cái sự lưu thông đó nó có thể bị tắc nghẽn, nó gây ứ động kèm theo những cái yếu tố thuận lợi khác,
mà nó gây sẽ tổn thương cái thần kinh mắt ở phía sau của chúng ta. Thì cái thuật ngữ này nó ám chỉ, nó gọi là bệnh glaucoma. Và khi mà nó dẫn đến cái tình trạng, thường nó sẽ liên quan cái nhãn áp, tức là cái áp lực ở trong mắt chúng ta nó sẽ tăng lên và làm cho chúng ta sẽ đau nhức. Và cái sự đau nhức này đôi khi là nó lan lên nửa đầu, làm chúng ta có thể buồn nôn, nôn vân vân. Đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau. Và khi chúng ta phát hiện sớm, chúng ta điều trị, thì cái phương thức điều trị nó cũng tương đối là nó khá chuyên biệt và nó khá khác nhau với nhau. Về cái tiên lượng của cái điều trị bệnh lý cườm khô hay là đục thủy tinh thể nói chung, là nếu chúng ta phát hiện và cái mức độ đục này nó gây ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của bệnh nhân, ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân, và bệnh nhân cần có một cái thị lực tốt hơn, thì bệnh nhân sẽ yêu cầu phẫu thuật. Thì cái phương pháp phẫu thuật hiện nay thì rất là tiến bộ, tiên tiến, tức là chúng ta mổ pha cô. Thì tại Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận cũng đã tiếp cận cũng như là triển khai cái kỹ thuật mổ này đã từ rất lâu rồi và mang lại cái hiệu quả rất là tốt cho bà con của tỉnh Ninh Thuận cũng như là những tỉnh lân cận. Còn bệnh lý thứ hai là cái bệnh lý cườm nước hay là glaucoma đó, thì nó sẽ tùy theo cái nguyên nhân của cái bệnh lý này. Thí dụ như sự tắc nghẽn ở đâu thì chúng ta sẽ làm thông thương cái đường thoát dịch ở chỗ đó, kèm theo là hỗ trợ những cái dinh dưỡng cho cái thần kinh của mắt của chúng ta đó, để giúp cái bảo tồn, tôi dùng từ bảo tồn, và duy trì cái mức thị lực mà chúng ta có thể có khi mà chúng ta đã bị bệnh cườm nước. Vâng, xin hết. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Thành. Và ở câu hỏi số 2, xin chúc mời bác sĩ Hải ạ. Xin cảm ơn câu hỏi. Chung thì theo tôi thấy cái câu hỏi cũng rất là hay và cũng gần như cũng rất phổ biến ở cái bệnh lý về con mắt mà hiện nay tại cái tỉnh Ninh Thuận. Thứ nhất, hiện nay thì thấy rằng cái tỉnh Ninh Thuận, thời tiết của chúng ta ở đây vừa nắng vừa gió, rõ ràng là cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Như thầy Thành hôm nãy nói về những cái bệnh lý về khô mắt thì rõ ràng là cũng là chịu ảnh hưởng rất là lớn về cái môi trường. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị nói rằng chị đeo một cái kính là cộng 3 độ mà chị nhìn mới thấy rõ được, thì đó là cái đúng. Cái đúng là thứ nhất là thì những bệnh nhân thường bệnh nhân có cái tật viễn thị mà nhìn xa đó, là bản chất là bệnh nhân mắt bình thường khi mà không đeo kính thì nó vẫn phải gọi là điều tiết để nhìn vật cho rõ. Thì rõ ràng là cái việc mà bệnh nhân cộm mắt đó là đương nhiên, có nghĩa rằng mắt bình thường nhìn xa vẫn điều tiết, còn cái người cận thị nhìn xa không có điều tiết. Thế như vậy thì những người cận thị không có cái chứng này, nhưng những người viễn thị thì có cái chứng bệnh là cộm. Thì rõ ràng rằng chị nhìn xa hoặc là lúc nào chị cũng cảm thấy nó mắt nó cộm. Thì trong cái bệnh lý của chị nói thì tôi nghĩ rằng tôi khuyên chị là nên đeo một cái kính theo bác sĩ người ta chỉ định, đó là cộng 3 độ là đeo thường xuyên. Còn khi nào chị đọc chữ thì chị có một cái kính khác. Chứ còn một cái kính 3 độ với một kính, bây giờ nhu cầu về thị trường nó có nhiều loại, vừa nhìn xa và vừa nhìn gần. Nhưng mà thực tế thì cái kính cộng 3 độ với một cái kính nhìn gần nữa thì nó cái độ nó rất là cao. Thường là bệnh nhân như này thì phải tư vấn hai cái kính. Cái kính để nhìn xa và một cái kính để nhìn gần. Thì như vậy là cái chuyện của chị là muốn khắc phục được tình trạng này. Cái thứ nhất là ngứa mắt, cộm mắt. Thì đó là yếu tố dị ứng về thời tiết. Yếu tố thứ hai là hay cộm mắt. Là cứ là tôi khuyên chị cho một cái tật viễn thị thì nên đeo kính thường xuyên. Và cũng không nên bỏ kính. Khi ngủ thì khi tắm thì mình bỏ thôi, còn khi mà sinh hoạt bình thường cứ ngủ dậy là phải đeo kính rồi, tại vì chị bỏ kính ra là nó lại cộm. Thì đó là cái phần mà tôi cũng tư vấn cho bệnh nhân như vậy. Xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn phần trả lời của bác sĩ Hải. Và thông qua câu trả lời của các bác sĩ thì hy vọng là cô sẽ có được những thông tin bổ ích của mình. Và tiếp tục thì anh Xuân đã nhận được kết nối điện thoại của quý khán giả gọi về tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, anh Xuân xin chào. Xin mời bạn giới thiệu tên của mình và đặt câu hỏi dành cho các bác sĩ. Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. Tôi là Cẩm Hồng ở phường Bảo An, có câu hỏi xin được hỏi bác sĩ Thành. Xin bác sĩ cho biết là cách chăm sóc mắt đối với người bị bệnh tiểu đường thì như thế nào ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của quý khán giả và xin mời bác sĩ Thành trả lời ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị.
Thì ở đây chị hỏi là cách chăm sóc mắt ở người bị bệnh tiểu đường. Thì tôi sẽ nói theo hai vấn đề chính. Thứ nhất là người bệnh tiểu đường chưa có cái biến chứng ở mắt. Và thứ hai là người bệnh tiểu đường đã có biến chứng tại mắt. Thì đối với trường hợp thứ nhất là người bệnh tiểu đường chưa có biến chứng tại mắt, thì vấn đề chính ở đây chúng ta sẽ điều trị và ổn định cái đường huyết cho chúng ta. Thì chúng ta nên đến bác sĩ nội tiết hoặc là bác sĩ nội khoa để thăm khám, xét nghiệm, theo dõi, chẩn đoán cũng như điều trị một cách thích hợp để điều chỉnh cái lượng đường huyết của chúng ta trở lại mức bình thường. Kèm theo đó thì chúng ta đã biết là bệnh lý tiểu đường là bệnh lý toàn thân, thì nó sẽ theo thời gian, như là thầy phó giáo sư Lê Minh Tuấn đã nói đó, là bệnh lý tổn thương chủ yếu là những vi mạch máu nhỏ ở khắp toàn bộ cơ thể chúng ta. Thì nó sẽ có những cái tổn thương không phải tại mắt như trong chương trình này chúng ta đề cập đến, và sẽ có tổn thương ở tất cả các cơ quan bộ phận ở toàn thân chúng ta, tim, gan, não, thận, v.v. Thì chúng ta phải thăm khám và chúng ta theo dõi. Nếu mà tại mắt thì theo định kỳ thì chúng ta có thể là mỗi một năm là người bình thường đi thăm khám. Còn đối với người bị tiểu đường thì tùy theo cái mức độ tiểu đường của chúng ta, thời gian chúng ta bị tiểu đường phát hiện tới bây giờ, thì chúng ta sẽ có thời gian thăm khám mắt nó tương đối, nó hơi khác một chút, tức là thông thường là khoảng 6 tháng thì chúng ta nên kiểm tra mắt của chúng ta. Thì tốt nhất là chúng ta nên đến những cái cơ sở chuyên khoa mắt, có bác sĩ chuyên khoa mắt. Đặc biệt tại Ninh Thuận thì có thể đến tại Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận. Thì ở đây thì theo tôi được biết thì đã có đầy đủ những trang thiết bị để giúp chúng ta về khám, về chẩn đoán hình ảnh cũng như chẩn đoán trực tiếp để phát hiện sớm những bệnh lý tại mắt chúng ta nếu có phát sinh. Từ đó sẽ có can thiệp tương ứng. Cái thứ hai là đối với trường hợp mà bệnh lý tiểu đường đã có biến chứng tại mắt, tức là khi mà có biến chứng tại mắt rồi thì cái chế độ mà thăm khám, cái thời gian thăm khám của chúng ta thì nó sẽ tương đối theo chặt chẽ hơn theo cái lời dặn của bác sĩ chuyên khoa mắt. Thì bác sĩ chuyên khoa mắt sau khi đã phát hiện có những cái biến chứng ngay tại mắt chúng ta thì bằng những cái phương tiện chẩn đoán, ví dụ như là lâm sàng, cần lâm sàng v.v. thì bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ cho chúng ta biết là cái biến chứng tại mắt chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào và cái mức độ nguy hiểm như thế nào và cần phải tái khám theo dõi định kỳ như thế nào, có thể là 6 tháng, có thể là 3 tháng hoặc đôi có thể kia là hàng tháng nếu như là cái bệnh lý chúng ta nó nặng hơn, biến chứng tại mắt nó nặng hơn nhiều hơn. Kèm theo đó là những cái can thiệp ngay tại mắt tùy theo cái mức độ giai đoạn của chúng ta. Vấn đề thứ hai tức là vấn đề về chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng. Thì đối với những người bệnh lý tiểu đường thì vấn đề chính vẫn là vấn đề sinh hoạt, tức là chế độ dinh dưỡng ăn uống chúng ta. Thì như thầy Tuấn có nói đó, là chúng ta nên giảm cái tinh bột. Giảm cái tinh bột thì cái này thì chúng ta sẽ được bác sĩ tiểu đường cũng như là bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng đó sẽ tư vấn và chúng ta cho một chế độ dinh dưỡng nó hợp lý. Chúng ta nên thường xuyên vận động, tập thể dục nhiều hơn để tăng cường cái khả năng đề kháng chúng ta, tăng cường cái sức khỏe cơ thể nói chung của chúng ta. Một chế độ làm việc sinh hoạt khoa học hợp lý thì sẽ giúp chúng ta bảo tồn cũng như là duy trì được cái sức khỏe toàn thân của chúng ta, trong đó có đôi mắt của chúng ta. Xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Thành. Và không biết là các vị khán giả ở trường quay có ai còn câu hỏi nào muốn đặt cho các bác sĩ không ạ? Vâng, xin mời cô áo trắng ở hàng thứ hai ạ. Dạ, tôi xin chào cả bác sĩ ạ, chào quý vị trong trường quay. Tôi là Nguyễn Thị Biên ở Hội viên Phụ nữ của phường Bảo An ạ. Thì đến đây tham gia chương trình thì tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Tuấn là để phòng ngừa bệnh võng mạc ở người bệnh tiểu đường thì ta cần làm gì ạ? Xin hết ạ. Xin chào các bác sĩ. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của cô và xin mời bác sĩ Tuấn ạ. Vâng ạ, rõ ràng xin cảm ơn cái câu hỏi của chị. Rõ ràng là từ đầu giờ thì chúng ta cũng đề cập cũng khá nhiều về cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Thì cũng xin nhắc lại đó là để đầu tiên đó là chúng ta phòng ngừa cái bệnh đái tháo đường đã, phải không? Đó là chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn nhiều rau, thịt, giảm tinh bột, tôi nói ví dụ như vậy. Còn khi chúng ta đã bị bệnh, đã được chẩn đoán là bệnh lý
võng mạc đã được chẩn đoán là bệnh lý đái tháo đường rồi thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa, đó là chúng ta phải kiểm soát tốt cái đường huyết và bằng thuốc chẳng hạn như vậy, bằng chế độ dinh dưỡng, bằng chế độ luyện tập thể thao, tôi nói ví dụ như vậy, tất cả ba cái đấy phải phối hợp đồng bộ với nhau. Thứ ba nữa là khi đã được chẩn đoán đó là bệnh lý võng mạc đái tháo đường rồi thì chúng ta sẽ tùy theo cái thể của nó nhé, cái thể của nó nặng nhẹ hay là từng giai đoạn của nó, và điều quan trọng nhất đó là để theo dõi cái tiến triển của bệnh lý võng mạc đó là chúng ta phải gắn chặt với một cái cơ sở y tế nhé. Các bác sĩ về võng mạc đấy, các bác sĩ về nội tiết đấy sẽ theo dõi, sẽ đánh giá, sẽ đưa cho những cái lời khuyên cho chúng ta thích hợp về chế độ dinh dưỡng, về chế độ luyện tập thể thao, về chế độ về tất cả các loại thuốc đối với những cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Đấy là một cái câu hỏi chung chung và chúng ta phải tuân thủ. Điều quan trọng là như vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức là rõ ràng bệnh đấy rất là nguy hiểm, có thể gây mù, và rõ ràng cuộc sống của chúng ta cần phải nâng cao chất lượng, nhất là những cái tuổi già nữa, đối với chị như thế thôi. Hoặc tất cả mọi người, và chúng ta cũng phải hiểu là những vấn đề kiến thức, những kiến thức y học về thông thường, những kiến thức y học về bệnh lý đái tháo đường, về bệnh lý võng mạc đái tháo đường nó rất là quan trọng. Và quan trọng là chúng ta cũng phải nhắc lại đó là tới cơ sở y tế theo một cái hệ thống chuyên khoa mắt để họ theo dõi, họ đánh giá. Đấy là một cái điều rất là quan trọng, và tuân thủ nghiêm ngặt những cái sự chỉ định của các bác sĩ. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Tuấn. Vâng ạ, hiện tại thì thông qua chương trình, Ánh Xuân đã nhận được một số thư hỏi của bạn đang xem chương trình gửi về cho các bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là một bệnh nhân sau mổ pha cô thông thường sẽ còn bao nhiêu thời gian để mắt lành lặn hẳn và không còn kiêng khem gì? Và câu hỏi này được khán giả gửi đến cho bác sĩ Hải ạ. Xin mời bác sĩ. Xin cảm ơn quý vị khán giả nghe đài. Thì câu hỏi này thì đó là một cái câu hỏi mà tôi thấy rằng là tôi cũng muốn rằng qua cái buổi trao đổi ngày hôm nay cũng chuyển tải tới tất cả những bà con không những ở trong cái tỉnh Ninh Thuận và những người đã tham gia các cái dịch vụ của bệnh viện mắt. Thì thực tế mà nói thì sau bệnh nhân được mổ pha cô, tức là thay thủy tinh thể nhân tạo trong suốt bằng một cái thủy tinh thể bị đục của bệnh nhân, thì ảnh hưởng đến thị lực, thì sau khi mắt đã được sáng thì thường là bệnh nhân sau mổ thì có một cái hiện tượng là nó cộm xốn, nhưng mà tùy theo cái mức độ là phục hồi của từng bệnh nhân, có thể 1 tháng, có thể là 2 tháng. Thì như vậy, nhưng mà bệnh nhân chỉ điều trị bằng các cái loại thuốc mà chúng tôi kê toa cho bệnh nhân sử dụng, thì đó là cái phần mà riêng về cái phần cộm xốn sau khi bệnh nhân mổ pha cô tại tỉnh, cũng như là nói chung là tất cả phẫu thuật về pha cô nói chung. Cái thứ hai nữa là kiêng khem, thì thực tế mà nói thì bệnh nhân mổ pha cô thì chúng tôi ở đây là ngày hôm sau mở ra bệnh nhân đã rất là sáng rồi, nhưng mà để phục hồi được thì thường là bệnh nhân ngày hôm sau là được bỏ băng, sau đó thì nhỏ thuốc và bệnh nhân tái khám sau 1 tuần. Thì như vậy thì tất cả các cái quy trình điều trị thì bệnh nhân đã tuân thủ rất là nghiêm ngặt. Chứ còn về kiêng khem thì tôi nghĩ rằng thực ra bệnh nhân lao động nặng thì sau những cái lao động mà nặng thì sau khoảng 1 tháng, còn những cái sinh hoạt bình thường, dù những cái công việc của cá nhân hoặc là những công việc trong nhà bình thường thì 1 tuần sau có thể hoạt động được bình thường rồi, tùy theo cái mức độ mà chúng ta, mỗi bệnh nhân ở mức độ khác nhau thì chúng ta làm việc ở cái mức độ khác nhau thôi. Chứ còn thực tế thì cũng không có kiêng khem gì nhiều đâu. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hải. Và tiếp tục là một thư hỏi của các bạn đang xem chương trình gửi về cho các bác sĩ. Thưa bác sĩ, cháu là con trai, năm nay cháu 16 tuổi và một bên mắt bị cận 3 độ, bên còn lại 3,5 độ. Vậy cháu có thể mổ cận để không còn đeo kính nữa được không? Và câu hỏi được gửi cho bác sĩ Thành ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của cháu. Thì theo thông tin cháu đưa là cháu 16 tuổi, cận khoảng 3 độ cho hai mắt. Thì theo tôi,
thì đây là cái lứa tuổi thì nên đeo kính. Thì chúng ta nên đến cơ sở chuyên khoa mắt, có bác sĩ chuyên khoa mắt hoặc là những kỹ thuật viên về khúc xạ được đào tạo một cách chính quy để đo một cách chính xác cái độ khúc xạ của chúng ta. Và chúng ta nên làm kính ở những cái cơ sở mà đáng tin cậy như trên để chúng ta có được cái kính đeo cho nó đúng, cho nó chính xác. Đó là lớp tuổi dưới 18 tuổi. Thì theo cái chỉ định phẫu thuật khúc xạ ngày nay thì nói chung là thường là phải trên 18 tuổi. Thì khi đó thì là cái nhãn cầu của chúng ta đó, con mắt chúng ta đó, nó sẽ phát triển một cách ổn định. Và sự thay đổi về chiều dài trục nhãn cầu giống như những cái cấu trúc của nhãn cầu chúng ta nó đã ổn định rồi. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái độ khúc xạ của chúng ta sau 18 tuổi á, thì đối với những người mà có chỉ định phẫu thuật khúc xạ thì thường nó phải ổn định trong ít nhất là 6 tháng. Tức là trong 6 tháng đó chúng ta khi đi đo kính thì cái độ khúc xạ chúng ta hầu như không thay đổi. Cái vấn đề thứ ba nữa là sẽ được những bác sĩ chuyên về phẫu thuật khúc xạ thăm khám rất là kỹ, phối hợp theo những bác sĩ khác chuyên những cái phần khác như phần sau nhãn cầu vân vân, để đánh giá được cái tình trạng là cái giác mạc của chúng ta nó có đủ điều kiện để chúng ta phẫu thuật khúc xạ hay không. Cộng thêm những cái chẩn đoán, những cái xét nghiệm về cận lâm sàng. Ví dụ chúng ta sẽ đo cái chiều dày giác mạc, chúng ta làm cái bản đồ giác mạc, vân vân. Đó là cái vấn đề ở phần trước nhãn cầu. Cái thứ hai nữa là phải đánh giá được cái phần sau nhãn cầu. Thì thường những cái người mà cận thị độ cao, tức là khoảng là trên 6 độ, hoặc nói chung là những người cận thị nó tương đối độ hơi cao chút, thì nó sẽ có những cái thay đổi, những cái bất thường ở cái võng mạc ở phía sau của chúng ta. Nó thường kèm theo những cái thoái hóa ở vùng võng mạc, vùng rìa. Và những thoái hóa này đó thì nó dễ dàng kích ứng, dễ dàng phát triển thành những cái bệnh lý mà khi chúng ta can thiệp bằng phẫu thuật khúc xạ. Thì đối với những cái kỹ thuật khúc xạ cũ thì nó dễ dẫn đến nguy cơ, ví dụ như bong võng mạc, vân vân. Nhưng mà đối với những kỹ thuật mới hiện đại bây giờ thì cái nguy cơ đó nó sẽ hạ dần đi. Nhưng chúng ta cũng phải can thiệp sớm để dự phòng chuyện đó bằng cách là chúng ta sẽ những bác sĩ về chuyên khúc xạ sẽ hỗ trợ với những bác sĩ phần sau nhãn cầu ra phát hiện chuyện đó và can thiệp bằng laser vân vân để tránh cái tình trạng biến chứng về võng mạc phía sau vân vân. Tiếp theo nữa là phải đánh giá một cách toàn diện để đánh giá được cái tiên lượng cái phẫu thuật khúc xạ này nó có thành công hay không. Tức là khi chúng ta can thiệp phẫu thuật khúc xạ thì chúng ta mong muốn là cái thể lực chúng ta sẽ đạt một cách tối ưu, tối đa. Thì nó sẽ lệ thuộc rất nhiều. Ngoài cái chuyện là cái kỹ thuật phẫu thuật, cái phương tiện vân vân, rất là hiện đại, con người vân vân, thực hiện cái kỹ thuật đó. Thì vấn đề là cái tổn thương, cái cơ quan tiếp nhận thị giác chúng ta phía sau nữa cơ. Tức là cái võng mạc, cái thần kinh của cái người đó có tốt hay không, có được bình thường hay không, để sau khi mà phẫu thuật khúc xạ đó thì thị lực nó sẽ lên cái mức tối ưu như là cái kỳ vọng của bệnh nhân. Đây tôi xin lỗi là tôi gọi là bệnh nhân chứ đúng ra là cái người họ đi thực hiện cái kỹ thuật đó, tại đây là cái tật chứ không phải là cái bệnh đó. Đó là cái câu hỏi, cái cũng như là cái câu trả lời của tôi đối với câu hỏi vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Thành. Và tiếp tục là một câu hỏi của khán giả gửi về cho bác sĩ Tuấn. Chào bác sĩ, cháu thường xuyên làm việc với máy tính nên mắt bị yếu đi và nhìn vật ở khoảng cách xa thường bị nhòe, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên nếu nghỉ vài ngày và không tiếp xúc với máy tính thì mắt sẽ dần trở lại trạng thái bình thường. Gần đây cháu có ra hiệu thuốc mua thuốc bổ mắt về uống, thấy đỡ hơn nhiều và mắt bớt khô hơn. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi là nếu sử dụng thuốc bổ thường xuyên có gây tác hại gì không? Cháu cảm ơn bác sĩ. Và xin mời bác sĩ Tuấn. Xin cảm ơn cái câu hỏi như vậy. Thì bây giờ cái vấn đề là thời đại IT nó rất là phát triển, cho nên là có rất nhiều những người trẻ của chúng ta làm việc rất nhiều trên máy tính. Nó có là cái hội chứng màn hình. Hội chứng màn hình tức là sao? Là dành cho tất cả những người mà là đặc biệt trong những ngành IT. Thứ hai nữa là có thể trên những người chơi game thủ.
và thì sẽ gây nên cái hội chứng gọi là màn hình. Tại sao cái hội chứng này? Thứ nhất là chúng những cái người thường ở trong làm việc trong cái môi trường đó là môi trường có máy điều hòa nhiệt độ rất là khô, cho nên là cái tỷ lệ mà bốc hơi nước rất là nhiều, và cái lớp mà lớp phim nước mắt mà như tiến sĩ Thành vừa trình bày vừa nãy có một cái lớp phim nước mắt, và khi mà cái môi trường khô thì cái tỷ lệ mà bốc hơi nó sẽ nhiều hơn và nó gây nên hội chứng khô mắt. Đấy là một điều. Điều thứ hai đó là khi một bệnh nhân làm việc trên máy màn hình ấy, thì mắt họ luôn luôn mở. Tức là thường thường khoảng vài chục giây là chúng ta phải chớp mắt một lần, nhưng mà những người mà làm việc trên máy màn hình, đặc biệt trên IT, là họ cứ mở trừng trừng liên tục, và họ quên cái chuyện chớp mắt đi. Và chính cái sự mà làm việc nhiều trên cái màn hình như vậy thì nó cũng tham gia vào vấn đề là gây khô mắt, cho nên nó gây gọi là hội chứng màn hình là như vậy. Và đây là một cái bệnh mà của cái thế kỷ 21 này và trong tương lai cũng rất là nhiều. Rõ ràng thì bây giờ để hạn chế cái đấy là như thế nào, thì rõ ràng trong cái môi trường mà máy điều hòa nhiệt độ như nhiều như vậy thì người ta phải có cái máy tạo ẩm, ví dụ như vậy. Thì người ta thường thường bằng cách là trong cái môi trường có máy điều hòa đó, họ tạo nên cái máy gọi như là phun tăng thêm cái độ ẩm đấy. Thứ hai nữa là rõ ràng là người ta phải chớp mắt nữa. Đôi khi người ta do say mê với cái công việc, người ta không quên chớp mắt, thì rõ ràng bản thân những cái người làm trên IT họ cũng phải bỏ cái thói quen ấy đi. Ngoài cái phản xạ tự nhiên thì họ phải chủ động nữa đi. Đấy là những cái bề ngoài. Còn bên trong như tác giả vừa hỏi đấy, họ có thể dùng thêm những chất bôi trơn, gọi là chất bôi trơn thôi chứ không phải nước mắt nhân tạo. Chất bôi trơn họ có thể nhỏ thêm nữa. Có những cái thuốc rất là tốt cho vấn đề sản xuất nước mắt, đó là omega 3. Chất omega 3 này nó vừa chống viêm, đồng thời nó lại làm cho tăng cường cái lớp mà sản xuất nước mắt nữa. Omega 3 có rất nhiều trong dầu cá, đặc biệt là những cái tất cả các loại cá. Người lớn tuổi, đặc biệt những người nữ, đặc biệt những người làm trong lĩnh vực IT, họ có thể dùng những cái thuốc omega 3, cái viên dầu cá đấy, phải không? Có thể dùng 1 đến 2 viên một ngày, rất là tốt. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Tuấn. Và thông qua chương trình thì anh Xuân đã kết nối điện thoại với một vị khán giả gọi về tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, Ánh Xuân xin chào. Xin mời bạn giới thiệu tên của mình và đặt câu hỏi dành cho các bác sĩ. Xin bác sĩ Tuấn, tôi là Lâm Anh, xin hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho biết sau khi mổ mắt do bệnh cườm nước thì cần phải có chế độ chăm sóc mắt như thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi. Vâng, thì cái cườm nước như ông tiến sĩ Thành ông ấy đã trình bày rồi, nó là một trong những cái bệnh rất là nặng, gọi là bệnh Locom. Đây là một bệnh lý về tổn thương dây thần kinh, bệnh lý tổn thương dây thần kinh số 2, dây thần kinh thị giác. Cơ chế có thể là do vấn đề mất cân bằng về thoát và tiết thủy dịch, và có thể một cái cơ chế chưa rõ ràng, nó liên quan đến não, nó liên quan đến dây thần kinh thị giác. Cho đến bây giờ thì người ta vẫn chưa tìm hiểu nguyên nhân cơ chế thực sự nó là như thế nào. Cái điều trị duy nhất cho đến bây giờ là người ta phải hạ nhãn áp thôi. Khi chúng ta đã chẩn đoán là bệnh cườm nước là chúng ta phải theo dõi suốt cả cuộc đời. Chúng ta phải xác định như vậy. Nó khác với cườm khô là chúng ta mổ một lần sáng mãi thôi. Nhưng mà cườm nước đó là bệnh theo dõi suốt đời luôn. Và chúng ta phải khẳng định rằng bệnh này cho đến bây giờ không chữa khỏi. Và cho đến bây giờ tất cả những cái phương pháp điều trị là người ta chỉ làm chậm sự phát triển của bệnh này thôi. Tức là trước sau cũng dẫn đến mù. Và một cái lời khuyên duy nhất đó là phải gắn liền với một cơ sở y tế, đó là phải tới cái bệnh viện mắt và phải theo dõi bằng bác sĩ mắt, phải theo dõi suốt đời luôn, 6 tháng 1 năm. Và theo dõi bằng cái gì? Bằng cách đo nhãn áp. Bằng cách gì? Bằng cách khám dây thần kinh thị, bằng cách chụp OCT võng mạc, bằng cách đo thị trường, phải đầy đủ tất cả mọi cái. Và cái hồ sơ tất cả những cái dữ liệu ấy phải được lưu trữ lại để chúng ta theo dõi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, để chúng ta xem tiến triển của bệnh nó như thế nào. Chúng ta phải xác định là như thế này: nếu chúng ta không mổ, chúng ta không chữa, bệnh sẽ mù nhanh hơn trong vòng 6 tháng 1 năm. Còn nếu như chúng ta chữa, chúng ta theo dõi, chúng ta điều trị tốt thì bệnh nó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Tuấn.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì thông qua chương trình, anh Xuân đã nhận được rất nhiều thắc mắc của các quý khán giả đang xem đài gửi về cho chương trình. Tuy nhiên là do thời lượng của chương trình có hạn, nên là chương trình kỳ này xin được phép tạm dừng tại đây. Thông qua chương trình thì hy vọng một quý khán giả có thêm những kiến thức bổ ích về cách phòng và chữa bệnh lý võng mạc do tiểu đường và các bệnh bán phần sau của nhãn cầu, phòng và điều trị các bệnh lý về mắt thường gặp. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình hoặc những vấn đề liên quan đến sức khỏe cần được tư vấn, xin gọi về chương trình tư vấn sức khỏe phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số điện thoại 0259 3836 665. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã tham gia và theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.